Ok, trước khi bàn giao gửi hàng cho bà khách ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận hay sao ấy, à Tân Phú. Nói chung là em làm clip thì bao giờ cũng phải test và bàn giao cho cả bác ấy. Đó là cái quan điểm cách làm việc của em. Gửi hàng đi xa bao giờ cũng 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 hoàn thiện. Đây, những cái đầu V6 trần trụi em đã hoàn thiện lên như thế này. Đấy, bây giờ đang đóng gói và yêu cầu của bác là làm điện 100V. Cho nên em đang chạy điện 100V đấy nhá. Đang chạy điện 100V ra cho bác đây. Ngon lành cành đào. Yêu cầu điện 100V thì có điện 100V. Đó. Test CD. Đấy. Set up sound, căn chỉnh âm thanh, equalizer, tan mono, bass chép chung đầy đủ. Media, CD, SD, USB, AUX, Bluetooth. Phone là Bluetooth bác nhá. List là danh sách bài hát. FM là chọn sóng đây. Dừng sóng nào thì là kênh đó. Giữ nút này là lưu cái kênh vừa tìm được vào vị trí, 6 vị trí đây. Đây. Đó. Nói chung là anten của dòng V6 em làm thì không phải nghĩ anh em nhé. Anten là dài vô đối chứ không phải như các dòng V4, V5 đâu. Anten em làm dòng V6 là dạng anten nâng cấp. Cho nên kéo cả mét các bác nhá. Anten kéo 1 mét, anten kéo lên 1 mét, cho nên không phải nghĩ đấy. Gửi cho bác thật sự yên tâm. Chọn một sóng nữa chẳng hạn này, giữ này. Đấy, đây là sóng ở Hà Nội bác nhá. Rất nhiều kênh, cứ 6 kênh là 6 vị trí lưu. Đấy, 6 kênh là 6 vị trí lưu. Đó, em ví dụ cho bác thôi, 102,7 cũng như thế này. Đấy, đấy, đây là 6 kênh rồi. Bây giờ bác ấn FM phát nữa là sang FM2. Bác lại lưu tiếp 6 kênh nữa, kênh 90 của Hà Nội. Vậy có nghĩa là bác lưu được 12 kênh. Đấy, bác thấy chưa? 12 kênh, rất đơn giản, gọn nhẹ. Còn cắm loa vào là ok thôi. Đây, em cắm một cái loa vào để test cho bác. Đây, cái dây loa đây. Chạy điện 100V bác nhá. Về chú ý nhá. Bởi vì bác theo yêu cầu là bác đã làm cho bác điện 100V, chứ còn em thì làm 12V, làm 220V, rồi làm 100V được. Cứ đảm ứng yêu cầu điện nào thì em làm điện đó. Đấy, em là nhà sản xuất cho nên cái việc đó thì đối với em là nó quá đơn giản. Đấy, chẳng qua là các bác yêu cầu vẽ hiêu vẽ vượn tí thì em cứ vẽ hiêu vẽ vượn thôi. Đây là ưu tiên cho bác thôi. 99A Nơi Trăng Long và cửa hàng tiện ích Farmer Market ở Hòa Thám, cũng như là rất nhiều địa điểm khác như là phố đi bộ Bùi Viện, rồi là đến Đà đấy, Lạt. Phố đi bộ Bùi Viện đấy. Ngày 31 tháng 7 thì ông từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN8 và từ thành phố Hồ Chí Minh về Tokyo. Ông mình cho rằng lịch ok nhá, bốn loa nhá. Ram ly ngoài đã sắp đặt tai nghe đầy đủ cho bác nhá. 28 người tiếp xúc với bệnh nhân, lấy mẫu 27 người, có kết quả xét nghiệm 1 người. Theo ông Bình, bệnh nhân người Nhật đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 7. Ok, bàn giao cho bác. Đã qua 14 ngày, bệnh nhân